cười chảy nước mắt khi họp trực tuyến. Họp trực tuyến là phương án được nhiều cơ quan tổ chức áp dụng vì những tiện ích của nó mang lại. Tuy nhiên, có rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khi họp trực tuyến bắt nguồn từ hệ thống thiết bị kỹ thuật khiến người nghe cười không nhặt được mồm. Một cuộc họp quan trọng với đối tác nhưng micro thu tiếng gặp trục trặc không hoạt động, trên màn hình đã hiển thị kết nối thành công nhưng mic không hề làm việc. Vậy là một bên thì thao thao bất tuyệt, còn một bên thì không nghe thấy gì. Bên nói thì tưởng rằng mic đã hoạt động và đổ tại lỗi do loa của phía bên kia. Ông đổ cho bà còn bà lại đổ cho ông, cuối cùng không biết do ai và cuộc họp xem như bị hủy vì lỗi kỹ thuật. Một trường hợp khác khi hai bên đối tác họp trực tuyến với nhau, rõ ràng là họp với ông chồng nhưng lại nghe rõ một một tiếng bà vợ dưới bếp đang cằn nhằn, rồi thì liên hoàn tiếng dao chém vào thớt băm thịt. Nguyên nhân do micro kém chất lượng, không có khả năng lọc tạp âm từ xa nên toàn bộ âm thanh dưới bếp đều lọt vào micro. Lại có trường hợp đang họp trực tuyến trao đổi rất bình thường thì thỉnh thoảng lại ré lên một tiếng chói tai hay mic lại hú vang cả phòng. Chị em nào yếu tim chắc không dám tham gia họp trực tuyến lần thứ hai. Micro rẻ tiền chất lượng kém còn làm âm thanh tậm tịt lúc có tiếng lúc không. Âm thanh đầu ra thì như tiếng vấp đĩa khiến người nghe không khỏi cảm thấy khó chịu. Hãy thử hình dung nếu họp trực tuyến mà lại suốt ngày alo alo, cái gì, chưa nghe thấy, nói to lên thì chán chẳng muốn chết. Không chỉ dừng ở phương diện âm thanh, khi họp trực tuyến thì một yếu tố được cho là quan trọng không kém là hình ảnh được phát từ camera. Lỗi phổ biến nhất có lẽ là mất hình. Có trường hợp lỗi nhẹ thì thi thoảng nhập nhằng nháy nháy như TV thời bao cấp. Trường hợp kinh khủng hơn thì đang họp mất hẳn tín hiệu camera, không có hình. Một vài nơi sử dụng camera giá rẻ, có độ phân giải thấp thì hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Đương nhiên là không tài nào mà nhìn rõ mặt ông nào với ông nào đang ngồi họp với mình. Thêm một sự cố cười ra nước mắt khi họp trực tuyến là lỗi bật tắt camera. Rõ ràng là camera đã báo off nhưng thật sự lại vẫn đang hoạt động và truyền hình ảnh đi liên tục. Chính vì vậy mà rất nhiều người đã bị lộ hình ảnh riêng tư khi vô tình đang thay quần áo làm việc riêng. Hy hữu có ông còn tòm tem với thư ký tại phòng làm việc và bị camera ghi lại phát trực tiếp. Họp trực tuyến là phương án rất hiệu quả và cần phải được đưa vào sử dụng rộng rãi bởi những tiện ích của nó mang lại. Một hệ thống phòng họp trực tuyến cần phải được tính toán trang thiết bị phù hợp, đồng bộ và thiết kế lắp đặt hợp lý, đảm bảo hình ảnh và âm thanh truyền tải không bị gián đoạn hay có sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.